Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm nay, hầu khắp các nơi trên khu vực tỉnh thì có sương mù nhẹ, tuy nhiên lại tan nhanh khi trời hửng nắng nhẹ vào buổi trưa. Nên nhiệt độ và độ ẩm thì ít có sự thay đổi. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh nó được phổ biến từ 21 đến 23 độ, còn độ ẩm thì từ 76 đến 83%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông nên thời tiết phổ biến là nhiều mây, không mưa, sáng sớm thì có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Thời tiết tương đối thuận lợi để du xuân vãn cảnh. Trong đó thì quý vị có thể về với huyện Hạ Hòa khi lễ hội đền Mẫu Âu Cơ đã chính thức khai mạc vào ngày hôm nay, tức mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Năm nay thì lễ hội gắn với công bố quyết định công nhận điểm du lịch văn hóa đền Mẫu Âu Cơ. Cùng với các nghi thức phần lễ, phần hội thì được tổ chức với các hoạt động phong phú nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách. Thời tiết từ nay cho tới cuối tuần thì được dự báo là có sương mù và mưa phùn nhẹ vào sáng sớm, sau đó thì tạnh ráo và hửng nắng nhẹ với mức nhiệt thì không quá 26 độ. Bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng núi phía Tây, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Còn vùng đồng bằng, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.